Tại Hà Nội, gần 5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường đi tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng liên ngành phát hiện và thu giữ do không có hóa đơn chứng từ, không đảm bảo quy định an toàn vệ sinh thực phẩm. Tổ công tác đội số 17 Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phối hợp với Công an thành phố đã kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm sát 29H78777 đang dừng đỗ tại đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch. Thời điểm kiểm tra phát hiện trên xe chứa lượng lớn hàng hóa, ước tính gồm 4,9 tấn, đều là thực phẩm như nầm lợn, trứng non, lươn vịt, sủi cào, thịt viên do nước ngoài sản xuất. Lái xe là Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1987, trú tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, khai nhận toàn bộ số hàng được thu mua trôi nổi trên thị trường, sau đó vận chuyển từ Lào Cai về Hà Nội để tiêu thụ. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ số hàng hóa vi phạm, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.